Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Diệp Lâm Anh bị dọa giật điện thoại sau hai vụ theo dõi ngầm. tình trạng sức khỏe đáng báo động. Gần đây Diệp Lâm Anh liên tục gặp chuyện không hay như phát hiện người theo dõi bị gắn định vị vào xe hơi. Chiều ngày 7 tháng 10, Diệp Lâm Anh đăng đàn tiết lộ việc bị dọa giật điện thoại nghe tin có người muốn giật điện thoại của mình. Cụ người mẫu viết, đính kèm ảnh chụp màn hình các cuộc ghi âm từ năm 2019 tới tháng 9 năm 2021. Có thể thấy, chưa đầy một tháng trở lại đây, Diệp Lâm Anh liên tục phát hiện những sự việc không hay xảy ra với mình. Gần đây nhất, bà mẹ hai con đang đàn bày tỏ sự băng hoang khi phát hiện xe hơi bị gắn định vị. Cho đến mới đây sau hàng loạt sự việc, cô tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng khi hé lộ tình trạng sức khỏe đáng báo động. Theo đó, người đẹp chia sẻ lên story tài khoản cá nhân hình ảnh nằm viện truyền nước, đính kèm hình ảnh cô hé lộ tình trạng sức khỏe. Lần đầu tiên biết cảm giác lên huyết áp như thế nào, hình ảnh mới được dịp Lâm Anh đăng tải khiến cho nhiều người lo lắng. Ngay lập tức hình ảnh này của cô khiến nhiều người không khỏi hoang mang và lo lắng. Trả lời Việt Nam Net, quản lý của cụ người mẫu cho biết sức khỏe của cô hiện đã ổn định và đã về nhà nghỉ ngơi. Quản lý của Diệp Lâm Anh cho biết, qua tâm sự, Diệp Lâm Anh cũng có vẻ hơi buồn chút xíu. Diệp Lâm Anh luôn là người mạnh mẽ nhưng có những sự việc đến khiến họ bị sốc tâm lý. Phụ nữ mạnh mẽ mấy thì cũng phải có cảm xúc của chính mình thôi. Hiện tại sự việc này đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bày tỏ hy vọng sức khỏe của cô sẽ sớm hồi phục sau thời gian trải qua biến cố. Trước đó, diễn viên Quỳnh Thư từng dính nghi vấn tình cảm với chồng cũ của Diệp Lâm Anh. Mới đây trong một chương trình, Diệp Lâm Anh cũng đã có những chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình và người thứ ba. Được biết, cô cảm thấy rất sốc khi chồng có mối quan hệ ngoài luồng với một người chẳng hề xa lạ. Thậm chí cả hai người còn công khai ngoại tình và Tiểu Tam còn công kích cô. Sau khi dịp Lâm Anh xác nhận chuyện ly hôn, chồng có người khác, Quỳnh Thư liên tục chia sẻ những dòng trạng thái úp mở về chuyện tình cảm. Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh xinh đẹp, rạng rỡ hạnh phúc, những món quà đắt tiền, bó hoa được tặng. Đáng chú ý Quỳnh Thư còn cho rằng không có loại mỹ phẩm đắt tiền nào giúp người phụ nữ làm đẹp hiệu quả bằng sự tinh tế của người đàn ông bên cạnh. Trước đó, nữ diễn viên đã từng chia sẻ về người thứ ba. Trên trận đấu tình trường, người nào không được yêu thì là người thứ ba. Những tin đồn thì chỉ mãi là tin đồn. Những điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của Thư. Nhưng mà mọi chuyện hồi sau sẽ rõ. Còn tại sao hồi sau mới rõ thì mọi người cứ đợi đi rồi sẽ có được câu trả lời chính xác. Bản thân Thư cảm thấy không có sống lỗi, sống không sai với bản thân là được. Những ông ao thời gian qua không do bản thân Thư làm nên Thư cũng không quan tâm nhiều được biết nữ diễn viên Quỳnh Thư hiện tại đang kinh doanh nhà hàng là đại sứ thương hiệu cho một công ty chuyên phân phối vật liệu xây dựng. Trên trang Facebook cá nhân, người đẹp thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc xinh đẹp hút mắt người xem. Quỳnh Thư theo đuổi và trung thành với hình ảnh quyến rũ. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn gây ấn tượng với khán giả qua những bộ sưu tập váy áo đồ hàng hiệu vô cùng sang trọng và đắt đỏ. Quỳnh Thư khiến người hâm mộ không thể rời mắt với phong cách thời trang độc đáo của mình. Có thể thấy, cho dù vướng phải những ồn ào xung quanh chuyện tình cảm, Quỳnh Thư vẫn vui vẻ, lạc quan. Cô nàng được đánh giá là ngày càng nhuận sắc và xinh đẹp. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.